Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, do các hình thái gây mưa ở Bắc Bộ đã giảm nhanh nên đợt mưa lớn nhất kể từ đầu năm cũng đã chấm dứt. Ngày hôm nay chỉ còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn xuất hiện những cơn mưa dông về chiều tối. Ở Bắc Bộ thì trưa chiều nay trời tạnh ráo, nắng nhẹ trải đều. Nền nhiệt tại phía Bắc Bộ sẽ tăng nhẹ và dao động quanh mức là 31 đến 33 độ. Riêng phía Tây Bắc thì do nắng muộn hơn nên mức nhiệt thấp hơn, chỉ trong khoảng là từ 29 đến 32 độ. Thời tiết thu đặc trưng rất lý tưởng cho các hoạt động ngày cuối tuần. Tương tự, khu vực Trung Bộ hôm nay mưa chỉ còn rải rác về chiều tối, còn trong ngày thì trời cũng có nắng. Khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, mức nhiệt cao nhất ngày từ 30 đến 33 độ. Còn ở khu vực các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận thì mức nhiệt là 33-34 độ. Vì thế, thời tiết của miền Trung trong ngày cuối tuần cũng tương đối dễ chịu. Ở phía Nam, từ sáng đến trưa nay, trời tạnh ráo, nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh vùng cao Tây Nguyên là từ 28 đến 31 độ, khu vực Nam Bộ là 32 cho đến 34 độ, cảm giác khá oi nóng vào thời điểm trưa chiều. Dù ban ngày nắng là vậy, nhưng về chiều tối khả năng lặp lại những cơn mưa dông cũng ở mức cao. Dự báo lượng mưa phổ biến là từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Quý vị cần hết sức đề phòng do mưa lớn có thể gây ngập úng các khu vực, tuyến đường trũng thấp. Ngoài ra, trong mưa dông, quý vị vẫn cần phải đề phòng với gió giật mạnh, lốc sét có thể đi kèm. Trên biển, ở khu vực phía Bắc và giữa của Biển Đông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5, trời không mưa. Trong khi ở khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, mưa dông rải rác về chiều và tối. Bản tin thời tiết sáng ngày 30 tháng 9 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.